thủ ấn, mudra, thủ ấn trong các hình tượng Đức Phật. Xin lưu ý, ở đây tôi chỉ chia sẻ về ý nghĩa của sáu thủ ấn căn bản thường thấy trong các hình tượng Đức Phật trong vùng Đông Nam Á theo truyền thống Phật giáo Theravada và có lẽ cũng chung cho các truyền thống Phật giáo khác và vùng Nam Ấn cổ xưa, Ấn Độ, Pakistan tôi không có ý định bình luận về các cách bắt ấn của phật giáo bắc truyền và mật tông ghi chú thêm quan niệm của riêng cá nhân tôi và có lẽ cùng chung với nhiều phật tử khác thủ ấn dấu hiệu bàn tay là những quy ước của các nghệ nhân đặt ra khi tạo tượng để diễn tả một sự kiện đặc biệt nào đó trong cuộc đời hoàng pháp của đức phật tôi không quan tâm đến các ý nghĩa huyền bí thiêng liêng nào khác mà có lẽ là dựa theo các tư tưởng phát triển về sau này. 6. Thủ ấn căn bản Có 6 thủ ấn căn bản thường thấy trong các hình tượng Phật với nhiều biến thể theo từng thời kỳ, từng quốc độ. 1. Ấn thiền 2. Ấn thí nguyện 3. Ấn vô ý 4. Ấn giáo hóa 5. Ấn chuyển pháp luân 6. Ấn xúc địa. Thổ ấn thiền. Dhyana mudra. jana Muda Đây là thủ ấn phổ thông nhất trong các hình tượng Đức Phật. Dhyana Sanskrit hay jana Pali phiên âm là thiền na, gọi tắt là thiền. Hình tượng với tư thế Đức Phật ngồi hành thiền, chân xếp chéo kiểu bán già hay kiết già hai bàn tay đặt đùi để ngửa bàn tay phải đặt trên bàn tay trái đôi khi bàn tay trái đặt trên bàn tay phải hai đầu ngón tay cái chạm nhẹ vào nhau hoặc để song song đan sen có vài tài liệu gọi thủ ấn này là thủ ấn thiền định samadhi mudra đôi khi cũng thấy một vài tượng với oai nghi đứng có bàn tay đặt theo thủ ấn này thủ ấn thí nguyện warada mudra warada mudra thủ ấn này có ý nghĩa phước thiện lòng từ bi bố thí ban phước bàn tay mở ra ngửa ra trước và các ngón tay duỗi thẳng hướng xuống đất đôi khi bàn tay hơi cong lên ngón tay giữa và áp út cong vào trong các tượng với oai nghi đứng Thủ ấn này được thấy kết hợp với thủ ấn vô úy Abhaya-Mudra hay với thủ ấn khác, khi ấy thủ ấn Varada áp dụng cho bàn tay trái. Xin lưu ý là thủ ấn thí nguyện, lòng bàn tay xoay ra trước thường hay bị lầm lộn với thủ ấn xúc địa, mu bàn tay xoay ra trước. Các tượng Phật với thủ ấn thí nguyện Warada trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Thủ ấn vô úy Abhaya Mudra Abhaya Muda Vô ý là không sợ hãi. Với thủ ấn này, bàn tay phải đưa lên ngang tầm ngực, lòng bàn tay xoay ra trước, các ngón tay duỗi thẳng hướng lên trên thủ ấn vô ý thường được thấy trong các tượng với oai nghi đứng có khi cả hai bàn tay đều theo thủ ấn này có khi tay phải theo thủ ấn vô ý và tay trái theo thủ ấn thí nguyện phổ thông nhất là các tượng đứng với bàn tay theo thủ ấn vô ý còn bàn tay kia chỉ để thõng xuống xuôi theo thân có nhiều giải thích khác nhau về ý nghĩa nguồn gốc của thủ ấn này có sách ghi ý nghĩa câu chuyện đức phật hàng phục voi say na la ghi dí khi đề bà đạt đa dewadata âm mưu làm hại ngài có sách ghi tượng đức phật đứng với cả hai tay theo thủ ấn vô ý là dựa theo truyền thuyết ngài từ cung trời đâu xuất ta qua tim sa trở về địa cầu sau ba tháng giảng vi diệu pháp Abhidhamma có tài liệu giải thích đó là đề chỉ ngài đã ngăn chặn nạn dịch nạn đói và chiến tranh xảy ra tại thành vesali chú giải rattana sutta kinh châu báu có tài liệu giải thích đó là dựa theo câu chuyện ngài đã giáo hóa ngăn chặn cuộc chiến giữa hai quốc gia láng giềng bộ tộc sakya và koliya tranh chấp về việc sử dụng nguồn nước sông johini Thủ ấn vô ý và thủ ấn thí nguyện. Tay phải với ấn vô ý và tay trái với ấn thí nguyện. Thủ ấn truyền pháp luân, Dharma Chakra Mudra. Dama Muda. Trong thủ ấn này, cả hai bàn tay đều theo dạng thủ ấn giáo hóa, ngón cái và ngón trỏ cong lại, chạm nhẹ vào nhau, tạo thành một hình tròn. Hai cánh tay xếp lại và đưa lên khoảng tầm ngực. Lòng bàn tay phải xoay ra phía trước, thẳng đứng, mu bàn tay trái xoay ra ngoài, nằm ngang hay để nghiêng. Những ngón tay còn lại của bàn tay trái chạm nhẹ vào lòng bàn tay phải. Thủ ấn này có ý nghĩa Đức Phật chuyển bánh xe Pháp, chuyển Pháp Luân, thuyết giảng bài Pháp đầu tiên sau khi đắc đạo đến cho năm anh em Ngài Kiều Trần Như tại Vườn Nai, Lộc Uyển, Ngoại Thành, Sa Nát. Biến thể của thủ ấn chuyển Pháp Luân dhamma chakra mudra ngón trỏ và ngón cái của mỗi bàn tay chạm nhẹ vào nhau tạo thành chữ o như các tượng chuyển pháp luân khác nhưng ở đây chỉ có bàn tay phải đưa lên ngang ngực còn bàn tay trái vẫn đặt trên đùi thủ ấn xúc địa bumit pasa mudra Bhumit pasa mudra trong thủ ấn này đức phật ngồi kiết già hay bán già với bàn tay trái trong ấn thiền định bàn tay phải duỗi xuống lòng bàn tay xoay vào trong mu bàn tay đưa ra ngoài các ngón tay hướng xuống đất đây là thủ ấn thường thấy trong các tượng phật tại các quốc gia phật giáo trong vùng đông nam á thủ ấn này dựa theo sự tích ghi trong chú giải phật sử khi ngài bồ tát ngồi hành thiền trong đêm rằm tháng vê sát ma vương mara xuất hiện quấy nhiễu ngài ma vương có ý định đuổi ngài ra khỏi chỗ ngồi dưới cội bồ đề và hỏi ai là chứng nhân để biết chỗ ngồi này là của ngài đức phật tử tư thế thiền định đặt bàn tay phải chạm đất và tuyên bố mặt đất này là chứng nhân đã chứng kiến qua nhiều kiếp ta đã hoàn thiện hạnh bố thí ba la mật chỉ giới ba la mật và các ba la mật khác ngay lúc đó mặt đất rung chuyển với âm thanh vang dội khắp vũ trụ ma vương run sợ thất bại và rút lui vì thế thủ ấn này còn được gọi là thủ ấn cảm thắng ma vương maravijaja muda thủ ấn trong các hình tượng Đức Phật, đố vui. Nếu quý vị theo dõi những gì tôi trình bày về sáu thủ ấn căn bản, thường thấy trong các hình tượng Đức Phật, át hẳn, quý vị sẽ nhận dạng được các thủ ấn đó trong hình kèm theo. Hình này có sáu tượng Phật, đánh số từ 1 đến 6. Các thủ ấn trong hình có tên gọi là gì? Quý vị có phân biệt được không? Trả lời 1. Ấn thiền 2. Ấn vô ý 3. Ấn truyền pháp luân 4. Ấn giáo hóa 5. Ấn thí nguyện 6. Ấn xúc địa